Xin chào nhà ha, thì trở lại kênh của Tính Bonsai, chúc có nhà vẻ ha. Thì hôm nay là một ngày có mặt trời nhưng mà nó hơi ui ui, nhưng mà tưới tới ngày tưới cái rễ tưới luôn. Đây là cây mai ghép ha, mới rút bọc ra ha, phân tầng được có ra khoảng gan rồi. Vẫn duy trì tưới cái rễ ha. Cứ mai ghép thì mới rút bọc ra thì tưới liền sương sương 10.000 lần, hàng ngày phun nước lên tàn. Thì đây là kích rễ rốt ớt ha, rốt chín ha. Thì đây là cái thùng nước mới bơ, mới mới múc trong thau ra nè. Thì cách pha đơn giản ha, một một đến 4 lít nước ha, 5 gram, 5 gram rốt chín thì nó nhỏ xíu vậy ha. Nó có chút béo vậy nè. Và 5 ml rốt ớt. 5 ml rốt ớt nó cũng là 5C á, tương đương với 5C á. Nó nhỏ nhỏ vậy ha. Cứ 10 ngày tưới 1 lần. Vậy thôi ha cả nhà, đơn giản vậy đó. Cô bác anh chị cứ duy trì tưới kích rễ ha, là cây nó sống khỏe ha. Mấy cái lá này, lá khế nhóc ở đây này. Nhà trồng cây bự không à. Cả nhà thấy không? Đậm đặc nha cả nhà. Tại kích rễ này nó đậm lắm nha. Cứ pha theo tỷ lệ ha. Tươi mỗi thứ mỗi cây ít. Gom gom lại cho nó gần dễ làm. Tưới vô cho nó ăn đó cả nhà. Rút ra, rút bọc ra còn dục tùm lum đây nè. Cây của mình nó thiếu nước luôn á cả nhà, không dám tưới nhiều. Chất trồng khô queo thấy không? Mình tưới vô là nó hấp thụ lên liền.
Quá đã không quá nhà. Thôi xin chào ha, chúc quá nhà dễ ha. Nhớ duy trì tưới kích rễ 10 ngày lại ha. Hằng ngày phun nước lên tàn, phun một tuần đầu ha, mới rút bọc ra phun từng đầu luôn. Phun liên tục vào buổi trưa 2-3 lần vậy đó. Để cho cái mình nó không có bị khô ha. Thôi xin chào, chúc quý nhà dễ.